Alo, alo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Korea United và các cầu thủ Saigon Hotshots trong khuôn khổ của giải đấu Starbound International Football League Saigon mùa giải 2018-2019. Và đây sẽ là trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ của vòng 8, nơi mà các cầu thủ Saigon Hotshots sau thất bại đầy bất ngờ trước các cầu thủ Japan SFC đã tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 9 điểm có được sau 5 lượt trận. Trong khi đó, các cầu thủ Korea United ngày hôm nay họ đang hướng đến điểm số đầu tiên của mình tại giải đấu năm nay. Khi trải qua 4 vòng đấu, họ chưa biết đến mùi có điểm. Cả 4 vòng đấu trước thì các cầu thủ Korea United đều phải nhận những thất bại rất đáng tiếc. Và ngày hôm nay thì các cầu thủ Korea United sẽ ra sân với bộ trang phục áo màu xanh và quần đen. Trong hiệp 1 của trận đấu thì các cầu thủ Korea United sẽ ở bên phần sân phía bên tay trái màn nhỏ quý vị. Trong khi đó, ở phần đối diện sẽ là các cầu thủ Saigon Hotshots trong trang phục áo vàng quần đen. Ở trận đấu gần nhất của mình thì các cầu thủ Korea United họ đã để thua trước các cầu thủ Saigon Sen với tỷ số là 1-3. Trong khi đó, ở trận đấu gần nhất của mình thì các cầu thủ Saigon Hotshots đã để thua trước các cầu thủ Japan SFC với tỷ số là 1-2. Trong trận đấu diễn ra ở khuôn khổ vòng 7 của giải Starbound International Football League Saigon mùa giải 2018-2019. Và bước vào trận đấu ngày hôm nay thì hiển nhiên các cầu thủ Saigon Hotshots sẽ được đánh giá cao hơn. Nhưng trong bóng đá thì luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, và liệu ngày hôm nay các cầu thủ Korea United có thể tạo nên những bất ngờ hay là các cầu thủ Saigon Hotshots sẽ có một chiến thắng dễ dàng? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Ngày hôm nay thì cả Saigon Hotshots và Korea United đều đem đến sân trường đại học Remit một đội hình cực kỳ mạnh. Chúng ta có thể thấy những gương mặt quen thuộc bên phía các cầu thủ Saigon Hotshots. Lúc này thì các cầu thủ Korea United ở những phút đầu tiên của trận đấu họ vẫn sử dụng một lối chơi bóng dài, một lối chơi quen thuộc của đội bóng đến từ châu Á. Ngày hôm nay thì thủ thành Việt Trần không phải là người bắt chính cho các cầu thủ Korea, các cầu thủ Saigon Hotshots. Ngày hôm nay thủ thành bắt chính cho các cầu thủ Saigon Hotshots là cầu thủ mang áo số 23 Dương Đức Huy. Tình huống tấn công của cầu thủ Korea United và đội bóng rất nguy hiểm của Korea United, và một tình huống đá phạt ngay từ những phút đầu tiên dành cho đội bóng xanh. Người vừa có pha đi bóng là đội trưởng của cầu thủ Korea United Kim Sang-sik. Korea United đang rất cố gắng để có được những điểm số đầu tiên tại giải Starbound International Football League Saigon mùa giải 2018-2019. 4 trận đấu trước, họ đã để thua trước các đối thủ rất mạnh. Cơ hội dành cho các thủ Korea United, Kim Sang-sik. Một tình huống dứt điểm của Kim Sang-sik. Và bóng đã đập một cầu thủ của Saigon Hotshots đi hết đường biên ngang. Và sẽ là một tình huống cố định tiếp theo dành cho đội bóng đến từ châu Á. Ngày hôm nay ngoài sự thay đổi ở vị trí thủ môn của các thủ Saigon Hotshots thì đội hình của họ vẫn giữ nguyên như trận đấu với các thủ Japan SFC. Vẫn chưa thể có tình huống đánh đầu đến từ các thủ Korea United, và đây là tình huống phản công nhanh nhưng cho các thủ Saigon Hotshots. Vừa rồi thì Batista đã bị phạm lỗi. Cầu thủ mang số 7 bên phía các thủ Saigon Hotshots là một trong những ngòi nổ trên hàng tấn công của đội bóng áo vàng. Và ở trận đấu trước, khi mà các cầu thủ Japan đã khóa chặt được ngòi nổ này thì các cầu thủ Saigon Hotshots gặp vô vàn khó khăn. Liên tục là bóng được nhồi vào vòng cấm của các cầu thủ Korea United. Tình huống không giữ bóng không thành công của các cầu thủ Saigon Hotshots, nhưng sau đó là một đường chuyền không đến được địa chỉ của các cầu thủ Korea United. Và bóng lại trở lại chân các cầu thủ áo xanh. Miss.
Lúc này thì cầu thủ Korea United đang chơi với sơ đồ 4-1-2-3, một sơ đồ 3 tiền đạo của cầu thủ Korea United. Khan Minho một tiếp tục là một đường truyền dành cho cầu thủ mang số 10 dứt điểm. Một tình huống mà có vẻ như bóng đã chạm tay cầu thủ Saigon Hotshots, nhưng trọng tài cho rằng đó không phải là một tình huống cố tình dùng tay cho bóng. Một pha dứt điểm rất nguy hiểm đến từ cầu thủ Korea United. Người vừa có pha dứt điểm là Hongwoo. Hai trận đấu liên tiếp bằng các cầu thủ Saigon Hotshots được thi đấu trước các cầu thủ đến từ châu Á, và ở trận đấu trước thì họ đã bất ngờ để thua trước các cầu thủ Japan FC, một thất bại có thể nói là bất ngờ sau chuỗi trận 3 trận toàn thắng của các cầu thủ Saigon Hotshots. Batista, Andy, vừa rồi thì Andy Hutchinson đã bị phạm lỗi. Đến lúc này của trận đấu thì trọng tài chính của trận đấu này vẫn chưa rút ra bất kỳ một chiến thẻ nào. Đã có những tình huống phạm lỗi đến từ cả hai đội. Một quả phạt tương đối xa so với khung thành của cầu thủ Korea United. Cơ hội. Không có tình huống đánh đầu đến từ Forces. Đội trưởng của các cầu thủ Saigon Hotshots. Mặt cỏ ở trường đại học Remit là một mặt cỏ tương đối tốt. Và nó tạo điều kiện cho các đội có thể dễ dàng triển khai những tình huống bóng ngắn. Cơ hội dành cho các thủ Saigon Hotshots vẫn chưa thể có được hai dứt điểm đến từ đội bóng áo vàng. Ở trận đấu trước với các thủ Japan FC Korea thì các cầu thủ Saigon Hotshots cũng đã chơi rất tốt, nhưng sự vô duyên ở hàng phòng ngự, xin lỗi quý vị, sự vô duyên ở hàng tiền đạo đã khiến cho đội bóng áo vàng không thể giành được chiến thắng. Hôm nay thì sự vắng mặt của Việt Trần là một trong những mất mát của đội bóng Saigon Hotshots. Việt Trần ở trận đấu trước cũng đã chơi vô cùng xuất sắc. Korea United vẫn như vậy. Họ thường chơi rất tốt ở những phút đầu trận đấu. Nhưng khi mà không thể tìm kiếm được mảnh lưới của đối phương thì Saigon Hotshots thường sẽ mắc những sai lầm. Và đây là một sai lầm dành cho các thủ Korea. Vừa rồi thì hàng thủ Korea đã mắc những sai lầm, nhưng rất may cho là tình huống lên bóng sau đó của Saigon Hotshots lại không thành công. Cơ hội dành cho các thủ Saigon Hotshots. Kevin Fox, đường truyền rất hay của Kevin Fox, cơ hội dành cho Saigon Hotshots vẫn chưa thể có pha dứt điểm. Cơ hội dứt điểm, tỷ số là 1-0 nghiêng về các thủ Saigon Hotshots, và người ghi bàn không ai khác là số 7 Batista. Một tình huống phối hợp quá hay đến từ đội bóng vàng, và họ đã có được bàn thắng mở tỷ số ở những phút đầu tiên của trận đấu. Vẫn giống như những trận đấu trước, các cầu thủ Korea United nhập cuộc rất tốt, nhưng sau đó thì họ thường để phòng lưới và họ thường đánh mất lối chơi của mình. Một lối chơi khá quen thuộc đến từ đội bóng xanh, và liệu ngày hôm nay họ có thể có những chuyển biến tích cực trong lối chơi của mình hay không? Nói về thể hình và thể lực thì
hiển nhiên cao thủ Saigon Hotshots là những người chiếm ưu thế. Tiếp tục là một lỗi mắc sai lầm đến từ hạng phòng ngự Batista. Foxy dứt điểm, vẫn chưa để có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Một pha bóng quá đồng đội đến từ cầu thủ mang số 7, nhưng đồng đội của anh thì không đủ tốc độ trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống mất trụ của Kevin Fox và anh đã không thể có được bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Liên tục là những tình huống sai lầm đến từ hàng hậu vệ của Korea Utis. Mặc dù cho ngày hôm nay thủ thành của các thủ Korea United đã có những sự thay đổi, ngày hôm nay người chụp cho các thủ Korea United không phải là thủ thành mang áo số 12 Shin. Camino. Một quả đá phạt thiếu chính xác của thủ mang áo số 19. Trong một thế trận mà các thủ Korea United tỏ ra hoàn toàn bế tắc, thì những tình huống cố định là một cơ hội dành cho họ. Ba bàn thắng gần nhất của các thủ Korea United đều đến từ những tình huống cố định. Những tình huống bóng bổng lúc này đang là vô cùng nguy hiểm so với các thủ Korea United. Thể hình của họ có phần nhỏ hơn. Cơ hội dành cho các thủ Korea United và không giữ bóng không thành công của Kim Sang-sik. Và sau đó là Khang Minh Hồ đã việt vị và triển khai bóng rất nhanh. Andy không có lỗi việt vị. Trong tình huống vừa rồi thì Batista đã không có lỗi việt vị, nhưng đồng đội của anh cầu thủ mang số 10 em thấy cầu thủ Saigon Hotshots. Nhưng đồng đội của anh là Kevin Fox đã rơi vào thế việt vị. Vẫn là một lối chơi racing của cầu thủ Saigon Hotshots. Và bằng ra thiếu hợp lý của cầu thủ Moon bên phía cầu thủ Saigon Hotshots và anh là Vajra Gia. Tỷ số là 1-1 nghiêng về cầu thủ Korea United. Người vừa ghi bàn là Kim Sang-sik. Những sự thay đổi về mặt thủ bên phía khung thành của cầu thủ Saigon Hotshots đang có những vấn đề. Ngày hôm nay Việt Trần không đứng trong khung thành và ngay lập tức là những sai lầm đến từ hàng phòng ngự của cầu thủ Saigon Hotshots. Một pha bóng chọn sai điểm rời đến từ thủ thành bên phía cầu thủ Saigon Hotshots và nó đã khiến cho đội bóng áo vàng phải trả giá. Andy rất chống chạy. Tiếp tục là một pha cắt ngang, không có pha đệm bóng đến từ cầu thủ Saigon Hotshots. Người vừa băng vào là số 28 Alex. Pha tấn công của cầu thủ Korea United. Lúc này thì nhịp độ của trận đấu đang được đẩy lên cao. Kim Sang-sik đã có tình huống việt vị đến từ cầu thủ mang số 10. Sau khi có được bàn thắng thì cầu thủ Korea United đang chơi vô cùng tự tin. Lần đầu tiên ở giải đấu năm nay mà khi bị dẫn trước, các thủ Korea United có thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Tình huống lên bóng đến từ các thủ Saigon Hotshots. Sau đó tình huống chuyền ngược lại của Andy lại sửa lưng đồng đội của mình. Những pha tranh chấp tay đôi thường có lợi về các cầu thủ Saigon Hotshots. Vẫn là cầu thủ Korea United. Kim Sang-sik một lần nữa bị phạm lỗi. Lúc này cầu thủ mang áo số 10 đang là một nhân tố cực kỳ quan trọng trên hàng công của Korea United. Có lẽ sẽ là một tình huống treo bóng để tận dụng chiều cao của cầu thủ mang số 10 Kim Sang-sik.
một tình huống thực hiện pha dứt điểm nặng đến từ cầu thủ Korea Jutis. Cầu thủ vừa tung ra cú dứt điểm là cầu thủ mang áo số 23 bên phía cầu thủ Korea Jutis là Wan Sung. Sau khi có được bàn thắng thì lúc này thế trận đang có phần tốt hơn dành cho cầu thủ Korea Jutis. Trong lúc mà thế trận đang có phần nghiêng về cầu thủ Saigon Hotshots thì bất ngờ một bàn thắng đã được dành cho cầu thủ Korea Jutis. Và lúc này thì đội bóng áo xanh đang là những người ép sân. Korea Jutis đang rất cố gắng, rất nỗ lực để có được điểm số đầu tiên tại giải Starbone International Football League Saigon mùa giải 2018-2019. Nơi mà đã trải qua 4 trận đấu, Korea Jutis vẫn chưa biết đến bất kỳ một điểm số nào. Kim Sang-sik vẫn là cầu thủ mang số 10. Kim Sang-sik là cầu thủ có thể hình tốt nhất bên phía cầu thủ Korea Jutis. Một tình huống phản công nhanh dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Andy. Một đường chuyền quá mạnh dành cho Batista. Wan Su. Một tình huống Wan Su đã bị Andy phạm lỗi. Lúc này cầu thủ mang áo số 3 bên phía cầu thủ Saigon Hotshots đang thi đấu vô cùng năng nổ. Sự cơ động của cầu thủ mang áo số 3 đang tạo ra rất nhiều cơ hội dành cho đội bóng vàng. Một sơ đồ 4-4-2 đang được cầu thủ Saigon Hotshots triển khai. Cơ hội dành cho cầu thủ Korea. Liên tục là những lỗ hổng đến từ hàng phòng ngự của cầu thủ Saigon Hotshots. Nhưng đây sẽ là cơ hội dành cho họ. Kevin Fox không có lỗi với quỳ. Những đường truyền của đồng đội dành cho cầu thủ mang số 19 thì lại hơi mạnh so với đà di chuyển của anh. Liên tục là những tình huống ăn miếng trả miếng. Andy. Tình huống lên bóng của cầu thủ Korea Jutis. Kim Sang-sik. Lúc này cầu thủ Saigon Hotshots đang lấy lại được thế trận. Andy rất chống chạy, có thể dứt điểm. Tiếp tục là một đường truyền dành cho Bautista. Trong tình huống vừa rồi thì Andy hoàn toàn có thể dứt điểm. Korea Jutis chưa bao giờ là một đội bóng phòng ngự tốt. Minh chứng là ở hai trận đấu gần nhất của họ trước Olympique de Saigon và cầu thủ Saigon Sen. Korea Jutis đã để thủng lưới tới 8 bàn thắng. Sẽ có những sự thay đổi người đến từ cầu thủ Korea Jutis. Antonio. Vẫn là cầu thủ áo vàng, tốc độ. Người vừa có pha băng lên là cầu thủ mang số 10 Clement. Vẫn chưa có bàn thắng nhìn cho cầu thủ Saigon Hotshots. Những cơ hội thật sự nguy hiểm đang đến với cầu thủ Saigon Hotshots nhưng họ vẫn chưa thể có bàn thắng được hai trận đấu ngày hôm nay. Sau đó là một pha kê chân rất nguy hiểm đến từ cầu thủ Saigon Hotshots. Thế trận đang khá công bằng sau bàn thắng gỡ hòa của cầu thủ Korea Jutis. Liệu ngày hôm nay thì cầu thủ Korea Jutis sẽ có những điểm số đầu tiên hay là một chiến thắng sẽ dành cho cầu thủ Saigon Hotshots trong một thế trận đang tỏ ra khá cân bằng. Pha cá bóng tốt của Lucas. Antonio. Clement. Batista tốc độ.
vẫn là những sự theo kèm rất sát đến từ hàng hậu vệ của cầu thủ Korea United dành cho Batista. Lúc này Lucas đã rời sân và nhường chỗ cho Joda. Một sự tăng cường ở hàng hậu vệ của cầu thủ Saigon Hotshots. Batista cũng đã rời sân để nhường vị trí cho Foxy. Vẫn là cầu thủ Saigon Hotshots, Andy. Vừa rồi thì bóng không đến được chân của Andy. Cơ hội dành cho cầu thủ Saigon Hotshots, Lemon đánh đầu. Vẫn chưa để có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Một cơ hội rất tốt vừa được dành cho số 3 Andy. Những thủ mong mộng đối với cầu thủ Saigon Hotshots trong trận đấu ngày hôm nay là tỏ ra vô cùng đơn giản. Những pha lên bóng bổng của Korea United gần như là không đến được vị trí của các tiền đạo. Lemons. Vẫn là những tình huống lên bóng cực kỳ khó khăn đến từ Korea United. Một tình huống mà Ham Hung-woo là để bóng chạm tay. Trong hai trận đấu gần nhất thì cầu thủ mã số 4 bên Korea United cũng đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Nhưng sự xuất sắc của Ham Hung-woo không thể giúp cho cầu thủ Korea United có được những điểm số. Một tình huống đá phạt ở khoảng cách rất xa so với khung thành của cầu thủ Korea United. Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thì trọng tài đã quyết định cho cầu thủ có một vài phút để tiếp nước. Tỷ số của trận đấu đến lúc này vẫn đang là 1-1. Trong một thế trận mà cầu thủ Saigon Hotshots là những người tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn. Nhưng đến lúc này thì Saigon Hotshots vẫn có một chút gì đó thiếu may mắn ở những tình huống quyết định để có được bàn thắng thứ hai. Giá này đang nảy đâu vào đâu. Giao thủ môn chứ vậy. Bạn đó thông tin liên lạc nhau tốt hơn một xíu rồi. Bạn đó thủ môn chứ việc hâu lớn lên ra bỏ hậu vệ nó đèn kia lại cho ra lấy quanh. Cứ ra lỡ cỡ hổng hôi thiết gì á. Biết gì đâu. Mà chọn điểm rơi sai nữa. Thằng kia lướt lên nữa, thằng kia cũng tốt quá rồi.
Chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến tiếp theo trong hiệp 1 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Korea Utis và cầu thủ Saigon Hotshots. Đứng trước bóng lúc này, đứng trước quả đá phạt cho cầu thủ Saigon Hotshots đang là Kevin Force. Một khoảng cách khá xa so với khung thành của cầu thủ Korea Utis. Nhưng với Kevin Force thì hoàn toàn có thể là một pha dứt điểm thẳng. Kevin Force, một quyết định dứt điểm đầy táo bạo của thủ ma số 19. Vẫn chưa có một tình huống lên bóng dành cho cầu thủ Korea Utis. Kevin Force tiếp tục là một quả đá phạt dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Kevin Force đang yêu cầu trọng tài cần phải có một chiếc thẻ dành cho cầu thủ Korea Utis. Hai tình huống mà cầu thủ ma số 19 này liên tục bị phạm lỗi. Ở một góc sút như thế này thì có lẽ là một sẽ là một tình huống cầu bóng đến từ Simmons. Simmons đánh đầu, vẫn chưa có pha đánh đầu đến từ cầu thủ Saigon Hotshots. Antonio tốc độ rất tốt. Cầu bóng đánh đầu, vẫn chưa có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Các cầu thủ Saigon Hotshots nên nhớ lại bài học với cầu thủ Japan FC, nơi mà họ cũng đã có vô số cơ hội nhưng họ không tận dụng thành công, để rồi sau đó cầu thủ Japan đã giành được 3 điểm hết sức quan trọng. Lúc này thì cầu thủ Japan đang có được 10 điểm và xếp trên cầu thủ Saigon Hotshots, nhưng Japan thì đang thi đấu nhiều hơn Saigon Hotshots một trận. Và nếu giành chiến thắng trận đấu ngày hôm nay thì Saigon Hotshots sẽ giành được vị trí thứ 3 từ tay cầu thủ Japan. Và nếu một chiến thắng đậm, họ hoàn toàn có thể giành luôn vị trí thứ hai của cầu thủ Saigon Sen, những người đang có 12 điểm và hơn Saigon Hotshots 3 điểm. Thủ môn của cầu thủ Saigon Hotshots ngày hôm nay không phải làm việc quá nhiều. Dương Gia Huy ngày hôm nay có rất ít tình huống mà cầu thủ Korea Utis có thể áp sát khung thành của anh. Nhưng những sai lầm đã khiến cho Dương Gia Huy phải nhận bàn thua đầu tiên. Andy, tốc độ của thủ ma số 3 quá tốt, phải qua người của Andy. Liên tục là những đường chuyền dài đến từ đội bóng Korea Utis. Nhưng như chúng tôi đã phân tích thì những đường chuyền dài đối với cầu thủ Saigon Hotshots là tương đối dễ dàng. Cơ hội dành cho cầu thủ Saigon Hotshots vẫn chưa thể có được cú dứt điểm. Một tình huống bỏ lỡ rất đáng tiếc đến từ cầu thủ Saigon Hotshots. Một cơ hội vừa được dành cho số 35 bên phía cầu thủ Saigon Hotshots. Một tình huống xử lý quá chậm từ cầu thủ Saigon Hotshots. Một tình huống ngoặt bóng và có ý định dứt điểm, nhưng pha ngoặt bóng của thủ ma số 35 lại quá lộ. Trong bóng đá người ta kêu rằng tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì sẽ có những hậu quả cực kỳ cay đắng. Clement bên trong đang rất chống chạy. Một pha cắt bóng kịp thời của cầu thủ ma số 23 bên phía cầu thủ Korea Utis. Wansu ngày hôm nay hứa hẹn sẽ thi đấu cực kỳ vất vả trước sức ép của cầu thủ Saigon Hotshots. Vẫn là các cầu thủ Saigon Hotshots. Vẫn là các cầu thủ Á Vàng. Vẫn chưa thể có được pha dứt điểm. Kevin Force, một tình huống mà Kevin Force đã quyết định bỏ bóng khi mà anh đã nhận thấy mình ở trong tình thế việt vị. Vẫn là những sức ép đến từ đội bóng áo vàng. Những pha phối hợp của Saigon Hotshots đến lúc này là khá hay, nhưng ở những tình huống bóng quyết định thì họ lại thường xử lý một cách khó hiểu.
Trong khoảng 20 phút vừa qua thì Korea United không còn lấy một đợt lên bóng nào. Kim Sang-sik. Kim Sang-sik lúc này đang đóng vai trò là một cầu thủ làm tường trên hàng công của cầu thủ Korea United. Nhưng trong một thế trận như thế này thì Kim Sang-sik tỏ ra vô cùng đói bóng. Tiếp tục là cầu thủ ma số 10. Một thẻ vàng vừa được dành cho Andy. Lúc này thì Batista cùng với Lucas đã trở lại sân. Chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã thuộc về Andy Hutchinson. Cơ hội. Một tình huống phạm lỗi đến từ cầu thủ Korea United trong một tình huống hiếm hoi mà họ có thể áp sát được khung thành của thành Dương Gia Huy. Rất chống trả dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Vẫn là những tình huống bóng cuối cùng. Nếu muốn có được một chiến thắng trong ngày hôm nay, hoặc ít nhất là một bàn thắng cho khi kết thúc hiệp 1, thì cầu thủ Saigon Hotshots nên tận dụng những cơ hội mà mình có được. Tiếp tục lòng pha lên bóng không có gì nguy hiểm đến từ cầu thủ Korea United. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Korea United và cầu thủ Saigon Hotshots trong khuôn khổ vòng 8 của giải Starborn International Football League Saigon mùa giải 2018-2019 đang có tỷ số là 1-1. Cầu thủ Saigon Hotshots là những người có được bàn thắng dẫn trước, nhưng sau đó sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thắng của Kim Sang-sik. Những cơ hội rất nguy hiểm đã đến với cầu thủ Saigon Hotshots để họ có thể nâng tỷ số lên 2-1, nhưng đến lúc này đội bóng vàng vẫn chưa thể tận dụng thành công bất kỳ một cơ hội nào. Korea United đang rất quyết tâm trong trận đấu ngày này để có được những điểm số đầu tiên. Một thế trận phòng ngự đang được đội bóng xanh triển khai. Một tình huống chuyền bóng sai lầm đến từ cầu thủ Korea United. Lúc này thì Korea United vẫn chưa thể triển khai được lối chơi của mình. Một tình huống lên bóng hiếm hoi của cầu thủ Saigon Hotshots. Nhưng lần này thì Dương Gia Huy đã không chơi bóng thành công. Vẫn là cầu thủ Saigon Hotshots. Vẫn là đội bóng áo vàng. Cơ hội, một cơ hội rất tốt. Phía trong đang cực kỳ chống chạy. Phải đi bóng của Lemon. Dứt điểm. Tỷ số là 2-1 dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Một pha đi bóng và dứt điểm ở góc tương đối hẹp của Lemon. Nhưng cầu thủ mang áo số 10 này đã có được bàn thắng. Một tình huống đi bóng đầy tốc độ của Lemon. Và sau đó là phải dứt điểm không cho thủ thành bên phía cầu thủ Korea United bất kỳ một cơ hội nào cản phá. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì lúc này Saigon Hotshots đã có được bàn thắng để nâng tỷ số của trận đấu này lên thành 2-1. Một thành quả xứng đáng dành cho các cầu thủ Saigon Hotshots. Lúc này thì Lemon sau khi ghi được bàn thắng cũng đã rời sân tạm nghỉ và nhường chỗ cho cầu thủ mang số 17 là Nis. Korea United đang trải qua một trận đấu tiếp theo vô cùng khó khăn. Sau khi có được bàn thắng gỡ hòa thì Korea United đã chủ động chơi chậm và chơi một cách phòng ngự. Nhưng trước một sức mạnh của cầu thủ Saigon Hotshots, Korea United đã không thể chống đỡ và phải nhận bàn thua thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Với bàn thua phải nhận cho trận đấu ngày hôm nay,
đó đã là bàn thua thứ 14 của cầu thủ Korea Utis. Lúc này thì một thế trận một chiều vẫn đang được cầu thủ Saigon Hotshots duy trì. Cơ hội tiếp theo dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Một tình huống lao ra không hợp lý đến từ thủ môn bên phía cầu thủ Korea Utis. Nhưng rất may cho họ là trong tình huống rồi thì cầu thủ mã số 17 của cầu thủ Saigon Hotshots Lanis đã không thể chạm được bóng. Chỉ có một tình huống chạm bóng nhẹ trong tình huống rồi thì Nick sẽ có bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Thời gian thi đấu của hiệp 1 trận đấu không còn quá nhiều và lúc này Korea Utis đang nỗ lực để tìm kiếm những bàn thắng để có thể sang bằng tỷ số ngay trong hiệp 1. Nhưng đó có thể coi là một nhiệm vụ tương đối khó khăn dành cho đội bóng vàng. Xin lỗi quý vị, dành cho đội bóng Korea Utis, đội bóng mặc áo xanh trong trận đấu ngày hôm nay. Từ đầu trận đấu đến giờ thì cầu thủ Korea Utis số lượng lên bóng thành công của họ chỉ ở trên đầu ngón tay mà thôi. Vẫn là những pha áp sát đến từ cầu thủ Saigon Hotshots. Cơ hội dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Tình huống 3-2 của cầu thủ Saigon Hotshots. Nhưng pha chuyền bóng sau đó của Batista dành cho cầu thủ mã số 19 bên phía cầu thủ Saigon Hotshots thì lại khá thiếu hợp lý. Một tình huống 3-2 hoàn toàn có thể có bàn thắng dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Vẫn là những pha lên bóng đến từ đội bóng vàng. Một cơ hội tấn công dành cho cầu thủ Korea Utis. Vẫn là cầu thủ Korea Utis. Người đang có bóng lúc này là cầu thủ mang số 9 Choi Soon-hu. Dứt điểm. Một tình huống dứt điểm không có gì nguy hiểm đến từ cầu thủ Korea Utis. Người vừa có pha dứt điểm là cầu thủ mang áo số 44 bên phía cầu thủ Korea Utis. Một đường chuyền dài đến từ cầu thủ Saigon Hotshots, lóc bóng. Và lọc bóng không thành công của Kevin Foss. Liên tục là những đường bóng dài dành cho các cầu thủ Korea Utis. Nhưng như chúng tôi đã nói thì với thể hình của mình thì các cầu thủ Saigon Hotshots không hề ngán bất kỳ pha bóng bổng nào trong trận đấu ngày hôm nay. Andy, Kevin Foss phải xử lý kỹ thuật không thành công của Kevin Foss. Nhưng vẫn là cầu thủ Saigon Hotshots. Tình huống lên bóng đất chống chạy bên phía cánh trái. Cơ hội một xíu nữa thôi thì đã có pha đốt lưới nhà đến từ cầu thủ Korea Utis. Người vừa có pha đưa bóng về không khác gì một cú dứt điểm
Bên phía cầu thủ Korea United là Wang Sung. Một tình huống phá bóng không khác gì một tình huống dứt điểm đến từ cầu thủ mang áo số 23. Một bàn thắng tiếp theo dành cho cầu thủ Saigon Hotshots sẽ là dấu chấm hết cho trận đấu ngày hôm nay. Nice. Dứt điểm. Và dứt điểm của Kevin Voss. Nhưng trong một tình huống xoay người dứt điểm thì Kevin Voss đã không thể chiến thắng được thủ thành về phía cầu thủ Korea United. Và pha bóng rất mạnh của Lucas Batista. Vẫn là cầu thủ Korea United. Hà Hùng Vũ. Tiếp tục là pha bóng tốt đến từ Lucas. Lúc này trên hàng công thì Batista đang chơi vô cùng xuất sắc cùng với Kevin Fox, gọi hàng thủ của thủ Saigon Hotshots. Với sự chỉ huy của Lucas, đến lúc này Saigon Hotshots vẫn đang thi đấu vô cùng tốt, ngoại trừ bàn thua ở những phút ở giữa hiệp đấu của hiệp 1. Thì đến lúc này hàng phòng ngự của cầu thủ Saigon Hotshots đang hóa giải những đường lên bóng của cầu thủ Korea United. Vẫn là những pha bóng tương đối đơn giản đến từ cầu thủ Korea United. Một tình huống dứt điểm tiếp theo đến từ cầu thủ Korea United. Nhưng nó lại không mang quá nhiều nguy hiểm dành cho thủ thành Dương Gia Huy. Những tình huống chống trả của cầu thủ Korea United đến lúc này là vô cùng yếu ớt. Và nếu họ không có những sự thay đổi trong hiệp 2 thì rất khó để họ có hy vọng sẽ có được những điểm số đầu tiên ở giải đấu năm nay. Vẫn là cầu thủ Saigon Hotshots. Và tiếp tục là một tình huống đá phạt dành cho đội bóng vàng. Đường dứt bóng lúc này đang là cầu thủ mang số 5 Leandro. Lucas. Và đúng lúc này thì hiệp 1 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Saigon Hotshots và cầu thủ Korea United trong khuôn khổ của giải Starbound International Football League Saigon mùa giải 2018-2019 đã được trọng tài thổi còi kết thúc. Và hết hiệp 1 thì cầu thủ Saigon Hotshots đang tạm thời dẫn trước cầu thủ Korea United với tỷ số là 2-1. Và chúng ta sẽ trở lại với hiệp 2 của trận đấu sau một vài phút giải lao để cùng chờ xem liệu cầu thủ Korea United có thể tìm được bàn thắng gỡ hòa hay sẽ có những bàn thắng gia tăng cách biệt đến từ cầu thủ Saigon Hotshots.
Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Korea Utis và câu lạc bộ Saigon Hotshots. Trong hiệp 1 thì Saigon Hotshots là những người đang tạm thời dẫn trước Korea Utis với tỷ số là 2-1. Một hiệp đấu mà câu lạc bộ Saigon Hotshots có rất nhiều cơ hội và nếu họ tận dụng tốt hơn thì có lẽ tỷ số đã không dừng lại ở con số 2. Nhưng cơ hội và thời gian vẫn còn rất nhiều dành cho Saigon Hotshots có thể nghĩ tới một chiến thắng đậm ngày hôm nay. Trong khi đó thì Korea Utis họ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa và cần có những thay đổi về chiến thuật để có thể ít nhất nghĩ tới một trận hòa trong trận đấu ngày hôm nay để có được những điểm số đầu tiên tại giải đấu Starbound International Football League Saigon mùa giải 2018-2019. Bàn thắng duy nhất của cầu thủ Korea Utis trong hiệp 1 được ghi bởi công của Kim Sang-sik sau tình huống mắc sai lầm đến từ thủ thành Dương Gia Huy. Lemon Clement trong hiệp 1 cũng đã có một pha ghi bàn rất đẹp mắt sau tình huống đi bóng và dứt điểm chéo góc đánh bại được thủ thành của thủ môn đánh bại được thủ thành bên phía cầu thủ Korea Utis. Vẫn là những pha lên bóng rất khó khăn đến từ cầu thủ Korea Utis. Nice. Mặc dù chơi với 3 tiền đạo trong trận đấu ngày hôm nay nhưng Korea Utis vẫn không tạo ra quá nhiều cơ hội. Và trong khi hàng tiền đạo của họ còn chưa thể tìm kiếm những cơ hội thì hàng phòng ngự của Korea Utis đến lúc này đã mắc vô số sai lầm. Và một trong những sai lầm của các cầu thủ Korea Utis đã bị trừng phạt bằng bàn thắng của cầu thủ mang áo số 7 Batista. Đứng trước bóng lúc này bên phía cầu thủ Saigon Hotshots là Clement. Clement đánh đầu. Tình huống đánh đầu không có gì nguy hiểm đến từ cầu thủ Saigon Hotshots. Và người có pha đánh đầu vừa rồi không ai khác chính là Batista, cầu thủ mang áo số 7 bên phía cầu thủ Saigon Hotshots. Một thế trận tương đối dễ dàng dành cho cầu thủ đến từ Saigon Hotshots. Vẫn là những đường truyền bóng dài đến từ cầu thủ Korea Utis. Nhưng như chúng tôi đã nói, bóng dài đến lúc này với cầu thủ Saigon Hotshots là quá đơn giản. Trong hiệp 1 của trận đấu thì Andy Hutchinson cũng đã phải nhận một thẻ vàng đến từ trọng tài chính. Nhưng vừa rồi là một tình huống cản phá rất hay đến từ cầu thủ Masuba, một pha chùi bóng chính xác. Nỗ lực là điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đến từ các cầu thủ Korea Utis. Nhưng trong bóng đá nỗ lực không thì không đủ. Họ cần phải có những sự điều chỉnh lối chơi một cách hợp lý. Phải đi bóng rất hay của cầu thủ Saigon Hotshots. Tốc độ của Kevin Fox vẫn là cầu thủ mã số 19 dứt điểm. Vẫn chưa có bàn thắng nhìn cho cá nhân của Kevin Fox. Một pha bứt tốc rất tốt đến từ cầu thủ mã số 19. Hàng tấn công của cầu thủ Korea Utis đã thi đấu quá tệ trong trận đấu ngày hôm nay và hàng thủ của họ thì cũng chẳng khấm khá hơn khi mà ít phút vừa qua hàng thủ Korea Utis liên tục để cầu thủ Saigon Hotshots thoát đi một cách đầy dễ dàng. Thể lực cũng là một vấn đề đối với cầu thủ Korea Utis. Trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục. Vừa rồi Kevin Hot đã bị trọng tài thổi phạt về lỗi cao chân. Vẫn là những pha phá bóng rất tốt đến từ hàng hậu vệ của cầu thủ Saigon Hotshots.
một cơ hội dành cho các đội Korea Jutis. Vẫn là tương đối đơn giản đối với các cầu thủ Saigon Hotshots. Lối chơi của các cầu thủ Korea Jutis đến lúc này là tương đối dễ bắt bài. Họ thường có những đường chuyền bóng dài lên cho Kim Sang-sik làm tường. Và sau đó là những cầu thủ băng lên dứt điểm từ tuyến 2. Nhưng lối chơi đó đến lúc này vẫn chưa thể phát huy được tác dụng. Nick Simon. Bên cánh trái là Clement đang quá chống chạy. Vẫn là cầu thủ mang số 10. Clement dứt điểm. Không thể có hòa tiếp bóng thành công đến từ số 19 Kevin. Đội trưởng của các cầu thủ Saigon Hotshots ngày hôm nay thì đấu vô cùng năng nổ. Sẽ là một tình huống cố định nhưng cho các cầu thủ Saigon Hotshots. Dứt điểm. Một tình huống dứt điểm từ rất xa của các cầu thủ Saigon Hotshots. Một tình huống uy hiếp khung thành của các cầu thủ Saigon Hotshots. Lúc này thì Saigon Hotshots đang tỏa ra tấn công vô cùng hiệu quả. Những tình huống dứt điểm từ xa, bàn bật nhỏ hay là những tình huống đánh đầu gòn. Một lối chơi tấn công vô cùng đa dạng đến lúc này của đội bóng áo vàng. Milan. Đường chuyền bóng hơi nhẹ của Milan dành cho đà di chuyển của Lehmann. Antonio. Lehmann. Vẫn là những pha lên bóng đầy khó khăn đến từ Korea Jutis. Tiếp tục làm pha để mất bóng của các đội Korea Jutis. Ennis. Nish. Vẫn là các đội Saigon Hotshots bên trong đang vô cùng chống chạy. Clement. Andy dứt điểm. Và đánh đầu. Hà Văn vào đánh đầu là của Andy. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì phải đánh đầu của Andy là tương đối nhẹ. Vẫn là những tình huống quá đơn giản đối với hàng phòng ngự của cầu thủ Saigon Hotshots. Andy. Simon. Đường chuyền bóng dài của Simon nhìn cho Clement. Vẫn là cầu thủ mang số 10. Tốc độ rất tốt. Dứt điểm. Không có pha dứt điểm đến từ cầu thủ mang số 7 Batista. Kevin Fox. Mũi đinh ba trên hàng tấn công của các thủ Saigon Hotshots. Lehmann, Kevin Fox và Batista đang hoạt động vô cùng năng nổ để gây ra quá nhiều khó khăn dành cho hàng thủ của Korea Jutis. Cũng giống như hiệp 1 thì trong hiệp 2 này các thủ Korea Jutis vẫn chưa thể có được bất kỳ một cơ hội nào thật sự đáng chú ý. Một pha đi bóng khá hay. Pha đi bóng khá hay vừa rồi là của cầu thủ mang số 9 cho Đê Hùng. Trong ít phút vừa qua thì cầu thủ mang số 9 bên Korea Jutis đã có những tình huống thi đấu đầy nỗ lực. Nhưng một mình anh là chưa đủ để giúp các cầu thủ Korea Jutis có thể có được những tình huống nguy hiểm trong trận đấu ngày hôm nay. Tiếp tục là một tình huống cố định.
một thế trận một chiều và không có quá nhiều cố gắng đến từ cầu thủ Korea Utis. Hay nói đúng hơn là những nỗ lực của Korea Utis đến lúc này vẫn tỏ ra là vô cùng yếu ớt. Một trận thua đang hiển hiện trước mắt cầu thủ Korea Utis. Và họ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có được những điểm số đầu tiên ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, một chiến thắng trong ngày hôm nay sẽ giúp các thủ Saigon Hotshots vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 12 điểm có được sau 6 trận đấu. Kevin Voss phải không chơi bóng rất thông minh. Sau đó là một pha dứt điểm. Khi quan sát thấy thủ môn của các thủ Korea Utis đã lên cao thì Kevin Voss quyết định thực hiện một pha lóc bóng qua đầu thủ môn. Nhưng pha lóc bóng vừa rồi của Kevin Voss là hơi nhẹ. Phải chuyển bóng hướng đến vị trí của Kim Sang-sik nhưng lại tiếp tục không thành công. Một tình huống mà Kevin đã ngã nhưng trọng tài xác định không có lỗi đến từ cầu thủ Korea Utis. Sau tình huống vừa rồi thì Kevin đang tỏ ra khá đau. Antonio Clement. Lúc này thì thể lực của các thủ Korea Utis đang có phần giảm sút. Lúc này thì Milan cùng với Kevin Fox đã rời sân. Khác với trận đấu gặp các thủ Korea, gặp các thủ Japan FC, thế trận đấu ngày hôm nay các cầu thủ Saigon Hotshots đã dễ đá hơn rất nhiều. Cùng là hai đội bóng châu Á nhưng lối chơi của các cầu thủ Korea Utis và Japan FC là hoàn toàn khác nhau. Đối với các cầu thủ Japan, họ sử dụng một lối chơi bóng ngắn và bàn bật nhiều chạm để tiếp cận khung thành của đối phương, thì Korea Utis thường sử dụng những đường chuyền dài là cách nhanh nhất để tiếp cận khung thành của đối thủ. Nhưng trong một giải đấu mà các cầu thủ có thể hình khá to cao thì lối chơi đó của Korea Utis đến lúc này vẫn chưa thể phát huy được tác dụng. Lúc này thì Lucas cũng đã có mặt trên sân để thế chỗ cho vị trí của Antonio. Khoảng cách bây giờ chỉ là một bàn và nó cực kỳ mong manh trong bóng đá. Nhưng nếu không thay đổi lối chơi thì các cầu thủ Korea Utis một cơ hội dành cho họ. Kim Sang-sik dứt điểm. Tình huống đầu tiên trong hiệp 2 này mà đội hình Dương Gia Huy phải làm việc. Và không chơi bóng không thành công của cầu thủ Korea Utis và lại cơ hội dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Nhưng pha chuyền sau đó của Batista thì lại hơi vội vàng. Cơ hội dành cho cầu thủ Korea Utis. Dứt điểm, pha dứt điểm của Cho De Hong. Nhưng vừa rồi thì cầu thủ mang áo số 9 này lại không thể chiến thắng được thủ thành Dương Gia Huy. Một thủ chơi tốt của thủ thành lần đầu tiên bắt chính cho cầu thủ Saigon Hotshots ở giải đấu này, Dương Gia Huy. Lemon. Lúc này thì các thủ Saigon Hotshots nên tận dụng tốt những cơ hội mà mình có được. Khoảng cách bây giờ chỉ là một bàn. Và trong ít phút vừa qua thì các thủ Korea Utis cũng đã có những cơ hội dành riêng cho bản thân mình, nhưng họ vẫn chưa thể tận dụng thành công. Sang-sik cùng Choi Do-hon đang là hai mũi tấn công của các thủ Korea Utis. Nish. Dứt điểm Clement 3-0, xin lỗi vị 3-1 dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Cú đúp của Clement. Cú đúp dành cho cầu thủ mã số 10 Clement. Trước đó là phải đi bóng đầy nỗ lực của cầu thủ mã số 17 Nice bên phía cầu thủ Saigon Hotshots.
Sau đó là một pha căng ngang dành cho Clement và nhiệm vụ của thủ mã số 10 này là tương đối dễ dàng. Sau khi để cho các cầu thủ Korea United có được pha dứt điểm đến từ Choi Dae-hoon thì các cầu thủ Saigon Hotshots ngay lập tức có một câu trả lời đầy chất lượng với bàn thắng của Clement. Tiếp tục là Clement. Cánh trái đang rất chống chạy, cơ hội dành cho cầu thủ mã số 17 vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên dành cho Nick ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu mà anh ta đã chơi vô cùng tốt. Trận thua thứ 5 liên tiếp đang hiện hiện trước mắt các thủ Korea United. Clement. Và đi bóng rất tốt của Clement. Hai cánh đang vô cùng chống chạy. Nish. Andy. Dứt điểm. Vẫn chưa để có cú đúp dành cho Batista. Nhưng vẫn là các thủ Saigon Hotshots. Sau tình huống vừa rồi thì Batista đã bị đau. Người vừa có pha dứt điểm cuối cùng bên phía cầu thủ Saigon Hotshots là Leandro. Tiếp tục là một đường bóng dài bên phía cầu thủ Korea United. Choi Dae-hoon. Vẫn là Choi. Và chuyền bóng sau đó của cầu thủ mã số 9 là không đến được vị trí đồng đội của mình, Clement. Và để móc bóng của Clement. Vẫn là những pha bóng tương đối đơn giản đến từ cầu thủ Korea United. Nish. Leandro. Vẫn là những pha tấn công cánh của đội Saigon Hotshots. Leandro, cơ hội. Lúc này thì Lee Nam Hy cũng đã vào sân. Bên phía cầu thủ Korea United. Zora. Nish dứt điểm. Batista vẫn không có bàn thắng thứ tư dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Những pha bóng cẩn thận của cầu thủ mã số 7 bên phía Saigon Hotshots. Nhưng anh vẫn chưa thể ghi được cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Tiếp tục là pha cắt bóng dễ dàng đến từ cầu thủ Saigon Hotshots. Lemon. Tình huống tạt bóng của Clement. Phải lao ra thiếu hợp lý của đội thủ thành bên phía cầu thủ Korea United. Bóng lúc này đang thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Korea United. Tiếp tục là những bóng quá đơn giản đối với hàng phòng ngự của cầu thủ Saigon Hotshots. Lúc này thì Kevin Ford đã trở lại sân và thế chỗ cho Batista. Người cũng đã thi đấu rất nỗ lực trong những phút vừa qua của trận đấu. Một bàn thắng sẽ là hợp lý hơn dành cho Kevin Ford trong trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội tiếp theo dành cho cầu thủ Saigon Hotshots. Choi Dae-hoon. Một pha va chạm rất quyết liệt đến từ cầu thủ hai đội. Tiếp tục là những tình huống bóng lội.
Đây là phút 20 của hiệp 2 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Saigon Hotshots và các cầu thủ Korea United. Đến lúc này thì các cầu thủ Korea United vẫn đang để thua trước các cầu thủ Saigon Hotshots với tỷ số là 1-3. Trong hiệp 2 thì Korea United đã có những tình huống đầy cố gắng nhưng họ vẫn chưa thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó thì Saigon Hotshots với những cơ hội của mình, họ đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 nhờ công của Clemen. Và lúc này thì các cầu thủ đang được cho nghỉ giải lao để tiếp nước trong một thời tiết khá khắc nghiệt. Cơ hội dành cho các cầu thủ Saigon Hotshots. Lý Nam Hy vẫn là những pha áp sát ngay từ phần sân của đối phương đến từ các cầu thủ Saigon Hotshots. Lemon. Đến lúc này thì những pha lên bóng của Saigon Hotshots vẫn cho thấy sự nguy hiểm. Bóng vừa chạm sang ngang khung thành của các cầu thủ Korea United. Một pha đưa bóng vào của cầu thủ mang số 35 bên phía cầu thủ Saigon Hotshots. Nhưng bóng vô tình đã xoáy vào sân ngang của cầu thủ Korea United. Một thế trận một chiều đang được cầu thủ Saigon Hotshots triển khai. Vẫn quá khó khăn cho cầu thủ Korea United. Nhiệm vụ của Korea United trong những phút còn lại là phải có ít nhất 2 bàn thắng để hy vọng có một trận hòa trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng việc kiếm được một bàn thắng đến lúc này đối với các thủ Korea United là vô cùng khó khăn, chứ chưa nói gì đến việc là phải ghi 2 bàn trong những phút còn lại của trận đấu. Kim Sang-sik đang là người đứng trước bóng. Là một pha chạy bóng khá sâu đến từ Kim Sang-sik. Và đây là câu trả lời của cầu thủ Saigon Hotshots. Kevin Fox, tốc độ của cầu thủ mang số 19. Vẫn là cầu thủ mang số 19. Kevin Fox, Leandro. Một tình huống dứt điểm không chính xác của cầu thủ mang số 5. Vừa rồi là tình huống mà Kevin Ford đã dùng tốc độ của mình để vượt qua hàng phòng ngự của cầu thủ Korea United. Lý Nam Hy. Choi Dae-hoon. Vẫn là cầu thủ mang số 9. Và xử lý kỹ thuật sau đó cầu thủ mang số 9 bên phía Korea United là không thành công. Trong hiệp 2 này thì Choi Dae-hoon là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía cầu thủ Korea United.
nhưng những nỗ lực của anh vẫn chưa thể đem về bàn thắng nhanh cho đội bóng của mình. Simon vẫn là những pha bóng rất khéo đến từ cầu thủ Saigon Hotshots Clement. Zora Simon Simon vẫn là một thế trận quá nhàn nhã dành cho các cầu thủ Saigon Hotshots. Thời gian của trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút nữa. Và lúc này các cầu thủ Saigon Hotshots đang có một cách biệt khá an toàn đối với các cầu thủ Korea United. Một khoảng cách 2 bàn cho bóng đá. Và với một thế trận một chiều đang nghiêng về các cầu thủ Saigon Hotshots thì họ hoàn toàn có thể nghĩ tới một chiến thắng lúc này. Tình huống lên bóng hiếm hoi trong hiệp hai của các cầu thủ Korea United. Nhưng một lần nữa thì nó lại quá đơn giản so với hàng hậu vệ của các cầu thủ Saigon Hotshots. Tình huống lên bóng của cầu thủ Saigon Hotshots Clement. Vẫn là Clement. Vào ngày mai, khuôn khổ của vòng 8 giải Starbound International Football League Saigon mùa giải 2018-2019 sẽ diễn ra một trận đấu khác. Một trận đấu rất đáng để chúng ta có thể chờ đợi, đó là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sporting Saigon và Olympique de Saigon. Một đội bóng đang đứng thứ 7 và một đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 5 với khoảng cách là 2 điểm hơn kém nhau, thì đó hứa hẹn sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn đến từ hai đội. Giành chiến thắng trong ngày hôm nay, các cầu thủ Saigon Hotshots sẽ có được 12 điểm và vượt qua đối thủ đã đánh bại họ ở vòng đấu trước là cầu thủ Japan FC. Nếu ghi được 2 bàn thắng nữa trong ít phút tới thì các cầu thủ Saigon Hotshots sẽ vượt qua các cầu thủ Saigon Sen để chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Lúc này hiệu số của các cầu thủ Saigon Hotshots đang là cộng 11, trong khi đó vẫn là những pha lên bóng yếu ớt đến từ các cầu thủ Korea United. Kang Min-ho, đường truyền của Kang Min-ho là quá đơn giản so với lúc dành cho cầu thủ mã số 19 trên hàng công của họ. Lemon, tình huống 5-3 của cầu thủ Saigon Hotshots. Kang Min-ho, một tình huống truyền bóng theo bài của cầu thủ mã số 19. Simon. Và một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài cầm sẵn trên này. Một thẻ vàng dành cho số 9 Choi Dae-hoon bên phía cầu thủ Korea United. Xin lỗi quý vị và các bạn, nếu giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, Saigon Hotshots sẽ mặc nhiên vươn lên vị trí thứ 2 với hiệu số tốt hơn các cầu thủ Saigon Sen. Tốt hơn cả về hiệu số và cả về hiệu số đối đầu. Và họ sẽ chỉ kém đội đang đứng đầu bảng lúc này là Saigon Rider một điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Dứt điểm, không có bàn thắng nhưng cho cầu thủ Saigon Hotshots. Một quả bóng đã đi chết khung thành của các cầu thủ Korea United chỉ trong gang tấc mà thôi. Phải dứt điểm của số 24 Simmons.
vẫn là các cầu thủ Korea Jutis, những sự chết chọt ở hàng phòng ngự đang diễn ra. Quá khó để các cầu thủ Korea Jutis có thể nghĩ đến một điểm trong trận đấu ngày hôm nay, khi mà lối chơi của họ vẫn tỏ ra quá đơn giản và dễ bị bắt bài. Cơ hội dành cho các cầu thủ Saigon Hotshots, hat-trick dành cho Clement. Một trận đấu thi đấu quá xuất sắc của thủ ma số 10. Những bàn thắng liên tiếp đến với cầu thủ Saigon Hotshots. Một cú hat-trick dành cho Clement trận đấu ngày hôm nay. Và nó sẽ giúp cho anh rất nhiều trong cuộc đua vua phá lưới. Bàn thắng của Clement vừa rồi gần như là đòn kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Korea United và Saigon Hotshots. Một chiến thắng gần như 100% đã thuộc về các cầu thủ Korea United. Anh xin lỗi quý vị dành cho các cầu thủ Saigon Hotshots. Nhiệm vụ lúc này của các cầu thủ Korea United có lẽ là tìm kiếm những bàn thắng danh dự mà thôi. Tiếp tục là một pha lên bóng đến từ cầu thủ Saigon Hotshots, Batista. Pha mẫu cảnh khá hay của cầu thủ ma số 7, Kevin. Một sự tăng cường trên hàng công của cầu thủ Korea Utis. Vẫn là những tình huống lên bóng quá yếu ớt đến từ cầu thủ Korea United. Tình huống dứt điểm vừa rồi đến từ cầu thủ ma số 19 Kevin Fox. Đã có sự va chạm đến từ cầu thủ hai đội. Một chiếc thẻ đỏ đã được rút ra. Và không phải một mà hai chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ Saigon Hotshots và Korea United. Bên phía cầu thủ Korea United nó thuộc về cầu thủ mã áo số 23. Trong khi đó thì bên phía cầu thủ Saigon Hotshots nó thuộc về cầu thủ mã áo số 19 Kevin Fox. Quan Sun ngày hôm nay đã có một trận đấu không tốt. Và chiếc thẻ đỏ của anh là điều không đáng có khi khoảng cách giữa hai đội lúc này là khá xa. Trong khi đó, chiếc thẻ đỏ dành cho Kevin Ford là một điều đáng tiếc. Một trận đấu hay của thủ ma số 19 Lemon Alex. Vẫn là Alex. Tình huống treo bóng vào sau đó của Alex thì lại hơi mạnh. Hai vòng đấu liên tiếp mà đã có những trận đấu có xuất hiện những chiếc thẻ đỏ. Ở vòng đấu trước khi mà các cầu thủ Saigon Rider đối đầu với Sporting Saigon thì Emmanuel của Saigon Rider cũng phải nhận một chiếc thẻ đỏ. Và trong trận đấu ở vòng đấu thứ 7 diễn ra trên sân trường Remit thì cũng đã có một trận đấu khác có hai chiếc thẻ đỏ. Đó là trận đấu giữa các cầu thủ Saigon Sen và Olympique de Saigon. Một trận đấu mà trọng tài cũng đã phải rút ra hai chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ cả hai bên sau những tình huống va chạm. Và ngày hôm nay các cầu thủ Saigon Sen và Korea United, anh xin lỗi quý vị, Saigon Hotshots và Korea United cũng đã đem đến một trận đấu vô cùng quyết liệt.
với chiếc thẻ đỏ ngày hôm nay thì sự vắng mặt của Kevin Fox là một sự thiếu sót cực kỳ nghiêm trọng đối với cầu thủ Saigon Hotshots. Anh sẽ vắng mặt ở hai trận đấu tiếp theo của cầu thủ Saigon Hotshots. Một chiếc thẻ đỏ có phần vô nghĩa khi trong một thế trận mà cầu thủ Saigon Hotshots gần như là những người chắc chắn sẽ giành chiến thắng trận đấu ngày này. Clement, Milan, Alex. Một tình huống mà Alex đã việt vị. Những nỗ lực cuối cùng trong trận đấu ngày hôm nay đến từ cầu thủ Korea Utis. Những nỗ lực để tìm kiếm thêm những bàn thắng. Batista, Milan, Alex. Bóng không đến được chân của Alex. Những cơ hội đang được dành cho cầu thủ Korea Utis. Và mở cánh không chính xác vừa rồi là của cầu thủ mã số 13 bên phía cầu thủ Korea Utis là Choi Soon-ho. Choi Dae-hoon, tình huống chọt khe của Choi Dae-hoon không thành công. Tốc độ vừa rồi của Kang Min-ho là không đủ. Và một lần nữa thì chúng ta thấy được tài năng của thủ thành Dương Gia-huy. Một tình huống hiếm hoi trong hiệp 2 này mà Dương Gia Huy đã phải làm việc. Vẫn là những pha tấn công của cầu thủ Korea Utis. Tình huống Kim Sang-sik đã bị phạm lỗi và người phạm lỗi với anh là số 38 Antonio. Một cơ hội để các cầu thủ Korea Utis có thể tìm kiếm bàn thắng thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống đá phạt với góc sút không phải là rộng nhưng nó hoàn toàn có thể trở thành bàn thắng với các cầu thủ Korea Utis. Trong trận đấu với các cầu thủ ra bàn SFC thì Korea Utis cũng đã có được một bàn thắng từ tình huống đá phạt. Kim Sang-sik. Một tình huống đưa bóng vào góc cao khung thành của thành Dương Gia Huy. Và sau tình huống đá phạt thì Kim Sang-sik đã bị đầu và anh đã rời sân nhường chỗ cho đồng đội của mình. Milan. Vẫn là những tình huống tấn công đến từ cầu thủ Saigon Hotshots. Họ vẫn chưa muốn dừng lại. Antonio. Ở trong đang rất chống chạy. Clement. Vẫn là những nỗ lực đến từ cầu thủ Korea Utis. Choi Dae-hoon. Vừa rồi bóng đã chạm tay của Antonio. Một chiếc đá bàn nhìn vào số 38 bên phía cầu thủ Saigon Hotshots. Kang Min-ho. Choi Dae-hoon. Vẫn là cầu thủ mang số 9. Những tình huống đi bóng quá khéo. Tiếp tục.
mình và cú đúp của cầu thủ mang áo số 7 là Batista, người ghi bàn duy nhất bên phía cầu thủ Korea Yutis là cầu thủ mang áo số 10 Kim Sang-sik. Với kết quả này thì các cầu thủ Korea Yutis vẫn dậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, còn các cầu thủ Saigon Hotshots họ sẽ vươn lên vị trí thứ 2 khi có được 12 điểm và kém đội đầu bảng Saigon Rider 1 điểm. Và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào ngày mai trong trận đấu giữa Olympique de Saigon và Sporting Saigon vào lúc 4 giờ chiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.